Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đầu muỗng heo mà ăn, mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chảnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cầu, xỏ nhận vào ngón tay, xỏ dép vào chân cầu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cùng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, vì phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, hôm nay chúng ta nghe đoạn tin mừng của Thánh Luca thuật lại nói về người cha nhân hầu, hay còn có cách khác gọi đó là người con hoang đàng. Nhưng chúng ta đọc suốt cả tin mừng Luca để chúng ta thấy được cái cốt lõi của đoạn tin mừng hôm nay nói về lòng thương xót của Thiên Chúa
nơi những con người tội nhân. Và Chúa Giê-xu, Ngài lấy cái dụ ngôn này cho những người kinh sư và những người tội lỗi đang đi nghe lời Chúa giảng, và họ có thể đã thấm nhập được những gì mà Chúa dùng dụ ngôn này để nói với họ, cũng như nói với mọi người chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, con xin chia sẻ với cộng đoàn chúng ta với ba suy nghĩ như sau. Thứ nhất là nói về người con hoang đàng. Người con hoang đàng này như là một người con nghĩ mình đã được trưởng thành và bắt đầu xin cha cho mình từ biệt gia đình để ra đi theo cách sống riêng của mình. Và người con này bắt đầu xin cha mình chia tài sản để ra đi với cái tự do quyết tâm của mình trong tương lai. Nhưng mà khốn khổ thay, cái người con này đã ra đi và không như những gì mà người cha muốn người con này trưởng thành trong một con người. Nhưng mà người con này lại trở nên một con người đã làm sai tất cả những gì mà người cha mong muốn. Đó là anh ta dùng tiền của người cha để ra đi ăn chơi phung phí, phóng đãng và tiêu hết tất cả tài sản mà người cha trao cho anh. Để rồi khi mà gặp cái cơn túng quẫn, anh ta phải đi chăn heo cho một người ngoại giáo, có nghĩa là người ở ngoài đất nước Do Thái. Để rồi lúc đó anh ta ước ao ăn những gì heo được ăn để ăn cho đầy bụng. Trong tin mừng gọi là nhét cho đầy bụng, có nghĩa là cái cơ bản cùng cực của một con người sống trong cái hoàn cảnh tội lỗi và đầy đọa luôn cả cái thân xác của mình nữa. Nhưng may thay, anh ta đã tỉnh ngộ và nghĩ rằng bây giờ mình quay trở về. Khi anh ta nghĩ như vậy là nghĩ điều gì? Anh ta nghĩ cái thời gian mình còn thơ ấu, thơ bé, mình sống với cha, người cha yêu thương, chăm sóc và người cha đổ tràn tình yêu của mình cho con đó. Nhưng mà người con lại không nhận ra tất cả những điều đó. Thì vào trong cái cơn quẩn bách như vậy, anh ta đã nhận ra cái đời sống của mình trước đây để quay trở về. Quay trở về, anh ta không nghĩ rằng là để mình xin làm con, mà anh ta quay trở về để xin mình làm một người công trong gia đình, may ra cũng có cái để ăn, mình không cần phải đói nữa. Đó là điều thứ nhất để cho chúng ta suy gẫm rằng trong cuộc đời của mình, tội lỗi của chúng ta còn đó. Anh chị em chúng ta cũng như con, tất cả mọi người trên trần gian này đều là con người tội lỗi. Nhưng có những lúc mình muốn không có Thiên Chúa hiện diện để mình tự do và sống với tất cả những ý của mình mà không mặc lấy ý của Thiên Chúa, để rồi cái tội lỗi đó nó cứ kéo mình đi xa và làm cho cái đời sống của mình trở nên một con người thân tàn ma dại, không còn là hình ảnh của một con người nữa. Nhưng mà Thiên Chúa, Ngài vẫn chờ đợi. Điều thứ hai cho chúng ta suy gẫm ở đây, đó là khi người con trở về, người cha không hạch tội con đi như thế nào, con sống làm sao, nhưng mà người cha chạy ra ôm con của mình, hôn lấy hôn để. Đó là một cái từ ngữ diễn tả của một tình yêu mà người cha yêu thương con của mình. Có lẽ con nghĩ rằng không có từ ngữ nào diễn tả tốt hơn được nữa. Tình yêu của người cha như vậy đó, chờ đợi con của mình, chỉ mong nó trở về thôi. Và người cha đã nhìn thấy nó đằng xa, mặc dầu có lẽ con nghĩ rằng là cái anh này tóc tai bù xù, áo quần rách rưới, thân hình không còn nguyên vẹn như trước khi anh ta ra đi nữa. Nhưng mà người cha vẫn nhận diện ra đây là con của mình và chạy ra ôm và bắt đầu nói với những người giúp việc trong nhà, lấy áo, lấy dép, lấy nhẫn và làm thịt con bê béo đã chuẩn bị trước. Đó là một tiệc cưới của một gia đình.
Tiệc cưới thì thường thường cha mẹ luôn sắm sẵn cho con của mình những điều như vậy. Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở về với gia đình của mình, mà nơi gia đình đó như là một bầu khí đầy cái sự yêu thương. Và người con này, mình khi nó trở về, nó nghĩ là mình không được đón tiếp như vậy đâu. Nhưng mà từ cái gia đình trước nó ra đi, nó đã làm cho cái tình yêu cha con bị cắt đứt. Nó làm cho cái đời sống của nó trở nên là một con người không còn là người nữa. Nhưng khi nó trở về cùng gia đình ấy, nhưng mà nó lại trở nên là một con người khác. Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy. Khi một người con ra đi khỏi gia đình để trở về nhà chồng hay trở về nhà vợ, trong ngày đám cưới đó thì mình trở nên một thành viên mới. Mà cái thành viên mới đó được cha mẹ, anh em họ hàng một cái sự vui mừng tròn đầy. Và cái sự vui mừng tròn đầy đó, ta không phân biệt người đó là người như thế nào, nhưng bây giờ cha mẹ gọi đó là con của mình. Thiên Chúa Ngài cũng mời gọi anh này hãy đã trở về với Thiên Chúa. Người cha này đã mời gọi anh này sống trong cái bầu khí hạnh phúc của gia đình như vậy. Anh ta không còn là một con người trước đây nữa, nhưng mà anh ta khi sống trong cái tình yêu đó, anh ta thay đổi hoàn toàn. Anh ta sống trong một cái gia đình mới hoàn toàn, và anh ta được đổi mới con người của mình hoàn toàn nhờ cái tình yêu mà chính người cha đã dành cho mình. Điều suy gẫm thứ ba giúp cho chúng ta thấy đó là khi người anh cả ở ngoài đồng, cái người anh cả này không đón nhận người em, và người anh cả này ở với cha của mình như là một cái người làm thuê trong nhà vậy. Bài Tin Mừng nói rằng là anh cả này nói với những người giúp việc này và nói với người cha rằng: cha coi, con ở với cha bao nhiêu năm trời, cha không cho con một con dê con để con đại tiệc với bạn bè, nay thằng con của cha đã ăn tiêu phung phá hết sạch, bây giờ cha về lại bắt con dê béo nhất rồi đại tiệc ăn mừng. Thì người cha nói làm sao? Người cha bảo, nói với người con cả rằng là: con ơi, của cha là của con, em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy, ta phải ăn mừng. Người cha muốn dạy cho người con cả một bài học, đó là kỳ của cải người cha chia cho hai người con đều như nhau, nhưng mà người con cả và người con thứ đều đánh mất cái của cải cao trọng hơn, đó là cái tình máu mủ của gia đình, cái tình yêu của gia đình. Cái đó là cái mà hai người con không bao giờ nhận ra. Bây giờ người cha bảo rằng là: em con đã mất nay tìm thấy, đã chết nay sống lại, ta phải ăn mừng vì cái tình máu mủ của người cha dành cho hai người con thật là lớn biết bao. Trong ba kỷ niệm đó cho chúng ta rút ra một bài học để lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta sống, đó là trong đời sống Kitô hữu của ta, ta đối với Chúa như thế nào? Chúa có thật sự là cha của chúng ta không? Ta có thật sự là gia đình của Thiên Chúa không? Ta có thật sự gọi Thiên Chúa là người cha để rồi trái tim của ta cũng bồi hồi, cũng là đau xót trước những người anh chị em của chúng ta? Họ đang có những cái lỗi phạm, họ đang có những cái sự mà bất công, họ đang có những cái sự đối xử chưa hoàn toàn tốt với nhau. Ta có thật sự đau và ta có thật sự khao khát được sống trong gia đình của người cha đó không? Cho nên cái bài học giúp cho chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi người anh chị em của chúng ta, dù là người tội lỗi hay là người thánh thiện, dù là người họ là già, bệnh tật hay là khỏe mạnh, người trẻ hay là người già, tất cả mọi người đều là
có chung một người cha là Thiên Chúa. Và vì thế mà nếu những người anh em của chúng ta đang còn sống ở đâu đó chưa quay trở về với Thiên Chúa, thì ta phải có bổn phần giúp cho người anh em của mình nhận ra điều sai trái đó để trở về với cha của mình. Ta không được ganh tị, ta không được là nói xấu, nói hành, mà ta luôn phải cầu nguyện cho tất cả những người anh chị em của mình cùng là một người cha chung trên trời. Và vì thế, nước trời, thiên đàng luôn vui mừng vì một người ăn năn trở về với Chúa. Tất cả những điều đó, Thiên Chúa cần nơi chúng ta trong mùa chay thánh này. Hãy trở về, và trở về luôn luôn. Hãy sửa lỗi lại đời sống của mình khi ta đi sai đời sống của Thiên Chúa. Khi ta sống chưa đúng tin mừng, ta hãy sửa lại đời sống của mình để nước trời, thiên đàng luôn vui mừng vì chúng ta luôn biết sửa lỗi, luôn biết quay trở về và giúp cho tất cả những người họ chưa quay trở về, họ cũng nhận được lòng thương xót, tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa để họ quay trở về. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta trong mùa chay thánh này để chúng ta sống trọn vẹn với những gì Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Giờ đây con xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên